Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khả nào mày. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng trở lại với một cái buổi khảo nghiệm bàn họ cũng như là cá nhân. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7 nào mày, cũng như là chuẩn bị sắp kết thúc cái mùa đua tốc tháng 7 này rồi. Tại bây giờ là đã và đang là 23:30, thì chúng ta chỉ còn khoảng tầm hơn 25 phút nữa thôi nào mày, sẽ chính thức kết thúc mùa khảo nghiệm đua tốc bàn họ và cá nhân tháng 7 này. Thì anh em cùng nhìn sơ qua, với thời điểm hiện tại bây giờ thì anh em cùng nhìn sơ qua cái lượng bàn họ cũng như là cá nhân cho anh em xem nha. Xem đội top hiện tại nè, top bàn hội nè. Thì thông tin em đã thấy thì mùa này thì bàn hội H đã có cho mình 368.983 thiệp top 1. Bàn áo của mình, anh em mình thì có 225.976 thiệp, thì đang top 2 nè mà, chắc chắn top 2 100% rồi. Hôm nay thì đỡ mà nói vượt lên top 1 thì cũng không nổi, đỡ bằng ít vượt lên bàn áo cũng không nổi nữa mà, không còn cơ hội nữa mà. Và bằng ít thì đang có cho mình 130k 121 thiệp, đang top 3. Và Văn Thiên có cho mình 100.000 881 thiệp, top 4. Bạn S là 89.639 top 5. Top 6 đó là Văn D có cho mình 73.939. Sau đây là Văn S là 89.639. Còn Văn Thiên thì 100.000 881. Rồi, tiếp tục đó là bằng Mài Giáo, đó top 7 có cho Văn mình là 62.579. Hiện tại server đang còn 7 băng hội nữa mày. Và đây là thống cơ sơ qua 7 băng hội: băng H top 1, băng áo top 2, X top 3, Thiên top 4, S top 5 và D top 6 và Mài Giáo top 7 nữa nè. Đó là 7 băng hội của chúng ta ở mấy chủ này. S10 đại danh kỳ sử, một trong những phiên bản chuẩn số 2 sẽ tác đồ săn ngũ hành và đồ tím hiện tinh. Anh em thử tải game ở trang chủ game Võ Lâm ngày xưa .net. Và đây là cái trận thần chiến rồi anh em ơi. Đó, áo là có Phường Tường nha, H có Biển Cưng, Dương Châu và Tương Dương. Văn Thiên có Lâm An và Mà Giao có Đại Lý và Văn Đê có Thành Đô. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với lượng cá nhân trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại tất cá nhân thì chúng ta đang thấy rằng cái sự cạnh tranh giữa hai cầu thủ đó là Hemmet có là 330.786 thiệp, 330.786 thiệp đang dẫn vị trí top 1. Bảo Lâm Sa có cho mình là 264.148 thiệp. Hiện tại hai cầu thủ này đang tranh giành top 1, top 2. Và có liệu từ top 3 đến top 9 thì hiện tại không có cầu thủ nào đạt được top như này mà. Phải hơn 20k thiệp thì mới đạt như này. Và hiện tại bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian, đó là khoảng hơn 20 phút nữa như này mà. Ok, và bây giờ chúng ta trong thời gian này chúng ta cùng nhìn sơ qua, điểm sơ qua cái lượng phần thưởng thử môn này như thế nào nha anh em. Đây nè mà, để cả cho anh em xem lượng phần thưởng nha. Đây nè, đây, chúng ta cùng điểm sơ qua cái lượng phần thưởng của cùng mấy chủ này cũng như là khảo nghiệm văn hóa của mấy chủ này nha anh em. Và kết thúc event sự kiện như là kết thúc đồ top sẽ kết thúc vào 23 giờ 59 phút ngày 25 tháng 7 rồi. Ok, chúng ta cùng xem thử ở cùng mấy chủ đại danh kỳ sử đây rồi. Đây mấy chủ đang tham gia này, phần khảo nghiệm đại danh kỳ sử nữa. Với top 1 thì chúng ta sẽ có những phần thưởng như sau. Đây là lựa chọn hàng lựa chọn những phần thưởng bên dưới như nè. Rồi, top 1 á, thì sẽ kèm theo một vòng sáng 30 ngày này, một rương hành tinh 8-9-10 năm đông này, kèm với 5 lệnh bài của xanh này. Rồi, kèm với một những phần thưởng như sau. Đầu tiên, đó là một trang bị hồn kim môn phái tự chọn, được chọn tất cả loại hồn kim môn phái trừ trang bị hạn chế thời gian ra, thuộc tính trang bị match up. Thì ở đây có thể gọi là có thể chọn được vũ khí nè, chọn được tất cả mọi thứ, nhưng mà trừ trang bị hạn chế thời gian ra nha, thì chắc chắn cây vũ khí hồn kim môn phái match up sẽ được chọn. Đó, nhưng mùa trước thì cũng đã chọn được hai cây, đó là Đông Phương và Bảo Lâm Sa, đã chọn hai cái nỏ, hai cái nỏ hồn kim môn phái match up. Và tốt thứ hai đang điểm sơ qua thì đó là một bảo rương hồn kim môn phái loại 4. Nói chung mình nói vậy thôi, cái này cũng có thể là top 2, cũng có thể top 4 nha. Rồi tiếp tục, top tiếp theo chúng ta gọi là top tiếp theo đây. Top tiếp theo là một Vi Vong dán sơ bào, hạn sử dụng 3 tháng, hạn sử dụng vinh, hạn sử dụng 3 tháng. Dán sơ bào là kỹ năng vốn có một cấp rồi nè. Rồi, top tiếp theo, một bộ bí tịch mật tịch từ quyển 1 đến 20. Thì chúng ta đơn giản là nôm na chơi mà anh em chơi game thì anh em mắt vào 5 mật tịch tại tiền kinh sẽ nằm là 15 vào 5 mật tịch, 15 tại tiền kinh. Thì cái này là bộ bí tịch mật tịch thì nó khoảng là cũng tương đồng, như là chúng ta có thêm một cái 20 cuốn vào 5 mật tịch này, 20 cuốn tại tiền kinh thì nó thay tên vào là bí tịch và mật tịch này mà. Đó, thì cũng có thể nói là hơn người ta 20 cấp. Đó, cái bộ này nó rất là đang được chào đón này mà. Cũng như là cái Vi Phong, khi này cũng có một cấp hành sử dụng 3 tháng. Hai món này là hai món mới rồi mà. Mùa này hai món này hai món mới nè.
cũng đang được rất là nhiều anh em chờ chào đón và chờ đợi. Rồi tiếp theo là Ân Tín, Thật Anh Mắt Ốp, cái này nhận ấn thủ lý này nó về bờ đẹp luôn em. Rồi tiếp tục một xét ban Hồng Mỹ Râm Đâm. Ui trời ơi, tầm này mùa này nhiều đồ để dành chọn quá rồi, rất nhiều đồ để dành chọn luôn. Oh, quá căng luôn. Rồi mùa này á, xét đăng ban Hồng Mỹ cũng ngon, Ấn Tín cũng ngon, bộ Bí Tịch Mật Tịch cũng ngon, một phi vong dán với bà một cái năng cũng ngon. Rồi từ đại chợ xuống mưa tầm tàu lao nè, kiểu là không được ngon nè, một bộ chuẩn bị quất cái này không ăn thua nè. Rồi một món cực phẩm định quất mắt ọt cũng không ăn thua. Rồi một cực phẩm nhu tình mắt ọt cũng không ăn thua. Một trang bị động sát cực phẩm mắt ọt, đó là một bộ trang bị động sát mắt ọt 100% như nè, nó cũng không ăn thua. Rồi món chứng mã 500 máu cũng tương đối. Rồi phi dân còn như vứt rồi, tầm này phi vân rẻ nè. Rồi đó là 10 top của chúng ta ngày hôm nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 món lần nữa mà, 12 món như nè, 12 món nhưng mà top thì chỉ có khoảng 10 rồi nè mà, 10 cá nhân thì chúng ta sẽ có 10 top cá nhân thì sẽ có là 10 rồi nè mà, đúng rồi đúng không? Khi đạt top cá nhân này chỉ cần đạt hơn 20k lên thì sẽ nhận được top thôi nè. Đó, 20k thiệp mà nhân cho 1.5 thì khoảng tầm 30 kim, khoảng tầm 2 triệu nữa mà. Khoảng tầm từ 1 triệu tư cho đến 2 triệu. Tại vì giá dao động từ 1 chấm cho đến 1 chấm rưỡi. Trên một thiệp thì 20k thì khoảng tầm từ 1 triệu tư cho đến 2 triệu. Thì nếu anh em nào nạp hơn cái số lượng đó thì sẽ nhận được hàng 1, hàng 2 cho đến hàng 10 nữa mà. Có 10 hàng, 10 top lận. Nên là có rất nhiều phần thưởng để anh em tự chọn. Rồi, bây chúng ta cùng trở lại xem thử sau vài phút trôi qua sẽ như thế nào thay đổi không nha. Đó anh em ơi, sau khi vài phút trôi qua chúng ta cùng kích vào xem thử cái gì thay đổi không. Cá nhân vẫn không như thế rồi. Hemet vẫn là 330k. Bảo Lăng Sa 264k. Hiện tại hai người cộng lại là khoảng tầm 600k rồi. Theo khả dự tính thì cái cá nhân, lượng cá nhân của server này tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì khả nghĩ tổng server nằm ở cái khoảng từ 750 quay đầu. 700 đến 750 thôi. Nếu mà đặc biệt lắm thì lên 800, nhưng mà cái mùa này khả nghĩ cao lắm khoảng 750 thôi mà. Cộng hai người này vào khoảng tầm 600 rồi, thì theo khả dự định là khoảng tầm khoảng 150 thôi. Khoảng 150 là không biết là đang nằm ở tay cao thủ nào, thì anh em cùng chờ đợi những phút cuối cùng nữa thử cao thủ nào sẽ nằm nha. Cái đó khả dự đoán nha, mà cũng không biết chắc chắn đâu, có khi nó lại hơn 800-850. Rồi anh em cùng chờ đợi thử nha anh em ơi. Chúng ta cùng chờ đợi sau vài phút nữa chia sẻ quay lại với cái nộp top này nha. Còn cái ban hội thì chắc chắn là không thể nào qua nổi nữa mà, ban hội đang cách biệt khá là xa, nên là ban hội sẽ chắc chắn nằm với vị trí này rồi, không có gì thay đổi nha. Ok anh em ơi, và bây giờ chúng ta còn 5 phút nữa để xem thử tình hình như thế nào anh em ơi. Xem cái nha. Ok, chúng ta đã có nhảy số từ Hermes đã lên 420k thiệp anh em ơi. Bảo Lăng Sa 360k thiệp, 365k. Hiện tại là đã chốt lại là hai bên là gần 780k thiệp anh em ơi. 780k thiệp rồi anh em ạ. Ok, một trận chiến khá căng thẳng mà, chúng ta chỉ còn hơn 4 phút nữa thôi sẽ kết thúc cái mùa đồ top này nè mà. Anh em cùng chờ đợi xem thử sẽ như thế nào và ra sao đây. Đủ, tức là mùa này nếu hai cầu thủ này nạp như thế này, những top 3, top 4, top 5, top 6, top 7, top 8, top 9 đến top 10 không có ai nhận luôn, quá đỉnh luôn. Phải đủ 20k mới đủ thịt đủ được anh em ơi. Vãi đái thiệt, kinh thiệt. Ok, đã kết thúc anh em ơi. Và chúng ta cùng chờ đợi xem anh em ơi. Ai, Hemet cho chốt top 1 anh em ơi. Chúng ta xin chúc mừng nha. Hemet đã top 1 anh em ơi. Chúng ta một điểm sơ qua thì sau khi đã kết thúc thì Hemet vẫn là người top 1 với tổng số là 420.000 và đang top 1, và Bảo Lăng Sa 365 là top 2 năm ơi. Tính ra thì với cái số lượng như thế này thì chúng ta cùng nhân ở cái số lượng 1 chấm cho đến 1 chấm rưỡi thì chúng ta nhân cho khoảng 1.2 đi. Thì với 420k thiệp này 293 nhân cho 1.3 đi, 1.3 nè, tổng thở đi. Thì chiến bỏ ra hết 546 kim nhân cho 67 thì khoảng tầm 36 triệu nha mọi người. 36 triệu đã lấy cái top 1. Và tiếp tục đó là Bảo Lăng Sa là 365k 741 nhân cho 1.3, tầm trung 1.3, 475 kim nhân cho 67
thì bạn Long sẽ hết 31 triệu anh em ơi. 31 triệu lá top 2, đây là một cái đáng lòng của bạn Long Sa, khá đáng tiếc cho bạn Long Sa anh em ơi. Nếu top 2 thì Khải nghĩ chắc là lấy cái gì đó thì chúng ta chưa biết được. Đó, ok, nói chung thì cảm ơn anh em đã theo dõi và hóng chờ cái nộp cá nhân ngày hôm nay. Thì với hai cầu thủ đang tranh giành ngày tối hôm nay thì bạn Long Sa đã thất bại nữa mà, bạn Long Sa có top 2 mà thôi. Và chúng ta xin chúc mừng 90m nữa mà. Và không nhiều hơn thì bây giờ Khải xin phép off video và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ, và đừng quên xem trực tiếp livestream của Khải vào lúc 11:50 buổi trưa và 19:50 buổi tối nữa mà. Hẹn anh em vào những buổi livestream nha. Bye bye mọi người. Bye.